Chưa thợ lái qua nhé, gần đây chắc là đang gặp sự cố gì đấy.
mát quá các bác ạ. Đấy, quê em đấy các bác. Cánh đồng rộng bạt ngàn, thẳng cánh bò bay. Cảm ơn các bác đang xem video trên kênh YouTube của em nhé. Các bác đang xem video cho em xin nút chia sẻ và đăng ký video, đăng ký kênh cho ủng hộ bọn em nhé. Các bác chia sẻ video cho nhiều người biết đến hồi mấy cày bọn em các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc các bác ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình các bác nhé. Một lần rất cảm ơn các bác đã có những lời bình luận, comment bên dưới rất có ý nghĩa. Để cho bọn em dần ngày càng hoàn thiện mình hơn. Bây giờ bọn em mới bước chân vào con đường mấy cày nên còn rất non kinh nghiệm các bác. Chính vì vậy em làm clip này đăng lên để cho các bác coi cho vui. Và có rất nhiều các bác đã comment và chỉ cho em những kinh nghiệm rất là hữu ích. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác không bao giờ có dịp về đến quê em thì chơi cho vui quá nhé. Thưởng thức những đặc sản quê em. Quê em vùng miền núi Trung Du Bắc Bộ. Bao giờ các bác có dịp ra đến Tam Đảo Vĩnh Phúc thì về đến Vĩnh Phúc thì ghé qua khu Tam Đảo du lịch của bọn em các bác nhé. Đây là con Kubota L5018 kết hợp với cái dàn phay cờ chuồng này các bác nhá. Em gọi vui vậy các bác. Kết hợp với cái dàn phay cờ chuồng này cho nó phi rất ác các bác. Alo ạ. Chào bác ạ. Em đang đi làm anh ơi. Ai nhỉ? Chắc vợ mình trong nhà. Dạ dạ. Dạ vâng ạ. Em nhắc xuống. Mai thứ mấy bạn nhỉ? Mai thứ 6 á? Ờ, mai đi chụp à? Ok, bạn cứ lên nhá. Rồi. Thế cô bạn lo được. Bạn có xe thì bạn ấy đi. Dạ, nếu chả có thì bạn không có bạn bè, bạn gọi không thì để tôi gọi được sao? Ông nói như đấy, tôi mới nói ông ngay từ đầu đấy. Ừ. Tôi bảo tôi chỉ lo mối ảnh cho ông mà. Tôi bảo cái gì ra được rồi nha.
thì alo tôi nha. Rồi, ok nhé. Dạ vâng ạ, à, vâng, bác bán mấy, bác kinh doanh về món máy cày máy gặt đúng không? À, dạ vâng ạ. À, dạ vâng ạ, à, vào đây em cảm ơn anh nhá. Vâng, có gì thì tối về em alo cho. Dạ vâng ạ. À. Vâng ạ. À. Vâng, em cảm ơn anh nhá, có gì thì tối về em alo cho anh nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Ông này thử cái chuông ấy ở cái dài ở dưới này nhá. Nếu mà cột quá thì để đến lúc nào vừa, nếu mà thay được thì thay đi cho người ta. Thay hết ạ. Chuông nào không nào được thì bỏ lại. Ờ đấy. Thế còn cái tàn bên trong kia là nó sâu hơn tí. Đấy, bắt đầu hoạt động hai máy tiếp con. Con này nó không có bắn. Vân à, alo, thế khách ở ngoài cửa đây biết chưa? Ờ nha.